Tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết ngành ngoại giao năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương đến dự. Chủ trì tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2022, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện sâu sát của Đảng, Nhà nước, ngành ngoại giao Việt Nam đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, đồng thời tiếp tục phát huy đường lối ngoại giao cây trẻ Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Nổi bật, tiếp tục củng cố vững chắc đường lối đối ngoại trong môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động đối ngoại cấp cao và các cấp đã phản ánh bức tranh sinh động trên mặt trận đối ngoại và ngoại giao, tạo quan hệ sâu sắc hơn với các nước, nhất là quan hệ láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và các đối tác tiềm năng. Phối hợp xử lý đúng đắn kịp thời các vấn đề về biên giới lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, đồng thời kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán, đạt được những kết quả quan trọng về phân định và giải quyết một số vấn đề về trên biển, trên bộ, phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích quốc gia, dân tộc.